Trung tâm điện tử Hạnh Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Ngày hôm nay thì anh Phương này lên sóng và giới thiệu các bác một con súp bát 40. Dòng súp rất là đẹp, chơi đẳng cấp luôn. Đó là súp của hãng Xe Sao. Ngày hôm nay có một con mới về. Súp lướt như mới. Công suất của nó là 400W, đánh ở trở kháng 8 ohm, độ nhảy 98 dB. Bát biết trông rất ngon nhỉ. Zin 100% nhé. Zin 100% luôn. Đây là vỉ máy của nó này các bạn ơi. Vỉ máy công suất của nó 4 tụ. Như mới. Sử dụng sò Toshiba của Nhật. 6 lụ là 6 sò. Nguồn đồng xịn to cực kỳ luôn. Quạt gió. Vỉ của nó đây các bạn. Tín hiệu đầu vào này. Đầu ra này. Tín hiệu thì hỗ trợ cả rắc ca lông này. Nút đảo pha này. Cắt cốt này. To nhỏ này. Hàng zin 100%. Bây giờ em cho vệ sinh nó chùi thôi. Con này bán giao lưu các bác. Đây thùng vỏ này, thùng gỗ. Thùng vỏ gỗ. Như mới nha các bác nha. Con này giá thị trường của nó rơi vào tầm khoảng độ 6.500.000 đồng một con này. Ngày hôm nay bán giao lưu các bác cho nhanh này. Có một con nha bác nào ới em luôn này. Đấy. Con này sẽ bán giao lưu với các bác với giá là xem nào. Giá nhập về gọi là nhập về bán giao lưu các bác với giá là xem 4.500.000 đồng. 4.500.000 đồng một con súp bát 40, có duy nhất một con. Hàng này em nghĩ là lên sóng sẽ có rất nhiều bác sẽ tiếc này, bởi vì là nếu không nhanh thì sẽ không bao giờ còn. Đảm bảo đánh hay, không hay không lấy tiền các bác nhé. Không hay không lấy tiền. Không zin bù thêm 100 triệu. Đấy, zin 100% như mới. Ok chưa? 4.500.000 đồng. Hàng giao lưu nha các bác nhé. Bác nào đầu tư alo cho em số máy 0971998555. Cơ hội rất hiếm khi nào chúng ta mua được quả súp bát 40 súp điện mà giá có 4.500.000 đồng các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt các bác.